Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng đội ngũ cán bộ huấn luyện của Trung đoàn Minh Đạm luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát, nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên, giúp đỡ chiến sĩ mới khắc phục khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu. Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đều trưởng thành, nắm chắc nội dung cơ bản, kết quả kiểm tra. 100% nội dung đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó có nhiều nội dung đạt khá giỏi như kiểm tra bằng súng AK bài 1, quân số tham gia 460 đồng chí, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, chấp hành tốt kỷ luật